Giáo xứ Song Ngọc Nghệ An sẽ cử một vài người đại diện đi nộp đơn kiện Formosa. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã gặp gỡ các giáo dân sáng ngày 15 tháng 2 và thông báo như vậy tại địa điểm đoàn người tạm nghỉ ở một giáo xứ thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 14 tháng 2, hàng trăm người từ Song Ngọc đã lên đường đi đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để khiếu kiện Formosa gây ra thảm họa môi trường, làm cuộc sống của họ khốn đốn. Họ đã phải đi bộ vì phía chính quyền đã ngăn chặn các dịch vụ xe khách. Cùng ngày, Linh mục Nguyễn Đình Thục và các giáo dân cho biết họ đã bị người của phía chính quyền tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi mới đi được hơn 20 km khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. VOA không liên lạc được với nhà chức trách địa phương để xác minh thông tin từ phía họ. Biết tin về việc những người dân Song Ngọc bị khiếu kiện và bị đánh đập, trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA ngày 14 tháng 2, dân biểu liên bang Alan Lowenthal, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội Mỹ về Việt Nam, nói: Chúng tôi muốn nói chúng tôi biết rõ Việt Nam đã phải hứng chịu một thảm họa môi trường to lớn do việc xả thải chất độc hại trái phép của hãng thép Formosa ở Hà Tĩnh. Chính phủ Việt Nam ứng phó chậm chạp và đã từ chối điều tra xem ai chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cá nhân tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn, và tôi sẽ tiếp tục vận động chính phủ Mỹ thông qua chính sách của mình đứng lên vì những người bị thiệt hại nặng nề vì thảm họa môi trường này. Về quyết định chỉ cử người đại diện đi kiện Formosa, Linh mục Nguyễn Đình Thục nói đây là ý của bề trên, cụ thể là Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết thêm chi tiết. Tôi nghĩ rằng là bề trên trước hết mong muốn an toàn cho người dân, bởi vì ngày qua đã xảy ra cái thảm họa rất là đau lòng. Do thứ hai thì có thể là bề trên sẽ có phương thức khác, phương thức đấu tranh khác mà có thể mang lại hiệu quả, cũng có thể là về đến sẽ là tạm thời nhìn lại cái chuyện kiện tụng, bởi vì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm đến một vấn đề khác, còn quan trọng hơn đó là cái vấn đề mà công an đàn áp mà người dân. Theo Linh mục Giáo xứ Song Ngọc, trong cuộc đàn áp hôm 14 tháng 2, có khoảng 100 người đi khiếu kiện đã bị thương vì đánh đập. Nói về việc kiện tụng trong thời gian tới, Linh mục cho hay là sẽ làm việc với các luật sư để đơn kiện chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng cản trở lớn nhất chính là chính quyền Cộng sản. Ông nói họ không quan tâm đến bản chất vấn đề, mà chỉ quan tâm đến sự việc có lợi cho họ, có lợi cho chế độ hay không. Linh mục và ngư dân trong đoàn hàng trăm người đi khiếu kiện Formosa cho VOA biết họ đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi đang trên đường từ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An, đi bộ đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa, công ty đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung, khiến người dân mất nguồn sinh kế. Tin cho hay, sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn cản, đoàn người khoảng 600 người đã quyết tâm đi bộ đoạn đường khoảng 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân, là nạn nhân của Formosa, cho VOA biết. Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục nó tan ra, và tất cả phải mấy trăm cả ngàn người là nó tan ra, nó vây, nó bắt tôi, nó đánh đập thì cả con giáo dân họ đến họ bảo vệ cái gì. Nó bắt những người làm truyền thông, nó cho lên xe, nó chở đi. Rồi mấy cái xe ô tô của chúng tôi chở người, chở thực phẩm là nó cấu đi hết. Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều 14 tháng 2, đoàn đã bị tấn công đến hai đợt. Hai cái giai đoạn là bị đánh đập. Tức là khi lúc đầu tiên nó vừa chặn xe liền thì nó bắt người dân ép vào đường thì nó rút chìa khóa của người dân xong thì nó lôi người xuống nó đánh tập trung bốn năm người, nó mặc thường phục, nó đánh người, nó còng tay, nó ép, nó đưa lên ô tô tải xe thùng đấy. Thì đấy là cái lần đầu tiên, thì cái lần đấy cũng bắt rất là nhiều, bắt cũng khoảng 10 người, gần 10 người gì đấy bị ở đấy xong thì cả nó ép dân vào một cái bãi đất rộng ở đấy. Còn cái lần hai thì cái lúc cao tàu, tức là chúng giờ trò là nó ném đá đấy, tức là nó mạo danh là người dân ném đá, nhưng mà đấy không phải là dân ném đá mà là công an ném đá để cho dân nó hùa theo á. Sau đấy là nó nổ, nó sán, nó ném lựu đạn
là nó dân bắt đầu hoảng loạn chạy thì nó biêu nó đuổi và nó đánh rất nhiều người bị thương. Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với nhiều vết thương khá nặng trên đầu, bầm mắt, dập môi. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết thêm. Nó đuổi, nó bắt và nó đánh đập bà con tan nhân, nó đánh đập mà rất là nhiều người mà bây giờ sống dở chết dở ngoài bệnh viện. Và nó đánh đập rất là nhiều, chắc chừng khoảng vài ba chục người bị đánh đập. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện, trạm xá ở địa phương. Giáo dân, giáo xứ Song Ngọc đa số làm nghề biển. Nhiều người đã bị mất nguồn sinh kế kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam và Formosa chỉ đền bù cho người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại hồi năm ngoái, người dân giáo xứ Song Ngọc vẫn chưa được xem xét bồi thường. Vợ của một ngư dân tham gia trong đoàn đi kiện cho VOA biết. Nếu cho sự chết sống của chúng tôi cũng phải đi để mà đòi lại cái sự thật. Vâng. Đòi lại những cái đền bù của chúng tôi thiệt hại. Tại vì nghề nghiệp chúng tôi không biết sống nghề gì. Nếu họ có đánh đập chúng tôi chết vì sự thật là chúng tôi cũng cứ sẵn sàng. Hiện đoàn người đang đi kiện, đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân, giáo xứ lân cận ủng hộ, trợ giúp thức ăn, nước uống. Trong khi truyền thông lề trái, nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình. Trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin nhưng không nhận được hồi đáp. Thưa quý thính giả, tình trạng công an mặc thường phục mà những nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến gọi rõ là côn đồ do thường xuyên sách nhiễu hành hung giới lên tiếng vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian gần đây. Thanh Trúc tường trình một số vụ việc mới nhất. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Thái Lai ở Khánh Hòa bị bốn người mặc thường phục xông vào đánh tới ngất xỉu khi đang cùng bạn rời khỏi một quán ăn tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang hồi chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua. Chị Nguyễn Thị Thái Lai là một trong những người đã cùng blogger Mẹ Nấm xuống đường phản đối Trung Quốc trước đây, sau này lại lên tiếng yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung từ tháng 4 năm 2016. Trả lời Đài Á Châu Tự Do tối thứ Hai 13 tháng 2, chị Thái Lai cho biết. Chị bây giờ vẫn còn đau lên đây mà. Nó bị nó đá, nó đấm từ trên mặt, nó đá xuống người. Cho nên là bây giờ nó còn đau, nó còn ế ẩm. Thật sự ra là đây chị không phải là bị lần đầu tiên. Năm ngoái là chị đã bị tụi nó đạp xe rồi. Có nghĩa là chị có vấn đề là vì chị phản đối Trung Quốc và phản đối Formosa. Chị xuống đường, rồi chị viết bài. Thì có nhiêu đó thôi. Bất kỳ ai tới, ở xa tới mà chị đi gặp là người ta sẽ đi theo và người ta gây khó dễ. Bây giờ mình chỉ có tố cáo cái tội ác của họ cho công chúng thôi. Chứ bây giờ họ bao che với nhau. Chị gọi điện trực tiếp với là công an tỉnh thì họ không biết và họ không làm việc này. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thái Lai cùng người bạn đến công an phường Vạn Thạnh để trình báo. Khi đang trình báo tại đó, chị phát hiện những kẻ vừa hành hung chị đang đi ra đi vào trụ sở, nói chuyện với các nhân viên mang sắc phục công an, kế đó bỏ ra ngoài như là để đứng đợi chị. Chị Thái Lai nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên chị bị đánh hoặc bị mời lên công an làm việc, còn những người chận đánh chị đều mặc thường phục chứ không mặc sắc phục công an. Trong ngày 13 tháng 2, một số chức sắc trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam trên đường từ Sài Gòn xuống miền Tây để thăm viếng chúc Tết các chức sắc Hòa Hảo và Cao Đài đã bị chặn lại, bị đưa về đồn công an địa phương. Hòa Thượng Thích Không Tánh, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, kể lại. Quý chức sắc trong Hội đồng Liên tôn, đại diện bên Công giáo thì có Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Cao Đài thì có quý chánh trị sự Hứa Phi, Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân, Tin Lành thì Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, bên Phật giáo thì có chúng tôi. Ngày 13 chúng tôi xuống để mà chúc Tết quý chức sắc bên đạo Cao Đài với lại là Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, nhưng mà bị đủ thứ chuyện và bắt đưa về đồn rồi bắt làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Công an mặc sắc phục rồi cảnh sát 113 rồi dân phòng bao vây họ chặn lại, họ không cho xe đi nữa.
mà giữ hai tài xế của xe đó lại. Thì cuối cùng là họ đòi mời quý chức sắc trong hội đồng liên tôn về đồn công an để mà làm việc. Đến chiều hôm nay Việt Nam là coi như 8 giờ rưỡi tối, họ đưa xe, họ áp tải rồi họ chở. Chúng tôi vừa về tới Sài Gòn đây. Những người trong cuộc cho biết có hai chức sắc trẻ cao đài đi trong đoàn đã bị tách riêng đưa về công an xã, sau đó bị những người mặc thường phục đánh đập rồi cướp cả điện thoại và giấy tờ của họ. Chánh trị sự cao đài Nguyễn Bạch Phụng cho biết tin về hai người bị đánh. Không sự Châu Văn Gòn thì bị những người là mặc đồ thường cũng là công an đá hình thôi, đánh gãy một cái răng, giật 3 triệu và một cái iPhone, nhưng mà em Gòn là liền xuống sông luôn, không cho lấy. Còn chánh trị sự Nguyễn Văn Tạc Trăng thì nó đánh và nó lột cái đồng hồ và một cái điện thoại di động. Khi mà hai em này ở trong công an xã thì công an nói rằng ở đây thì tôi đảm bảo là không ai đánh, nhưng mà ra khỏi đây là có người đánh, ráng chịu, tôi không chịu trách nhiệm. Thì quả thật vừa ra khỏi ủy ban xã Đông Thành thì tụi mặc thường phục nó đánh, nó giật đồ hết trơn luôn, giấy tờ tùy thân cũng đánh luôn. Nhà hoạt động Phạm Bá Hải, hội cựu tù nhân Lương Tâm ở Sài Gòn, từng bị nhiều người mặc thường phục chặn đánh hai lần, một lần ở Lâm Đồng và một lần ở Vinh hồi năm 2014, cũng chia sẻ là ông đã bị cấm ra khỏi nhà trong ngày 13 vừa qua. Ngày 12 tháng 2 thì tôi không có ở nhà. Khi tôi về vào lúc khuya thì gia đình có báo lại rằng là có người lạ vào hỏi thăm, hỏi tôi đi đâu làm gì. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì là an ninh thành phố với lại quận huyện và địa phương họ vào nhà họ gặp tôi. Thì họ nói rằng hôm nay anh không được đi ra ngoài. Họ nói thẳng luôn là tối nay anh không được gặp Bùi Hằng và đề nghị anh ở nhà và chấp hành. Đối với những người hoạt động ở Việt Nam, họ đều là đối tượng cho chính quyền đàn áp. Tuy nhiên, đàn áp bằng hình thức giam cầm, bắt bớ thì các hoạt động của những người này không đủ cơ sở để họ xử lý hình sự. Thành ra một trong những phương cách dễ nhất là sử dụng côn đồ để mà đánh đập, tức là có khả năng là họ bảo kê những lực lượng côn đồ trong xã hội địa phương nó đánh người đó, hoặc chính những người an ninh họ mặc những thường phục và đánh đập. Tưởng cân nhắc, tháng 9 năm 2016, một số người trẻ đi tham dự buổi hội thảo về dân chủ do Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tổ chức ở Vũng Tàu cũng đã bị công an mặc thường phục đánh đá rất mạnh tay. Cô Thúy Quỳnh là một trong những người bị đánh đập khi ấy. Họ ập vào và họ bắt cóc từng người đưa ra. Cái người đánh em lại là không phải là mặc sắc phục công an, mà những người mặc sắc phục công an lại đứng yên để hơn 10 tên côn đồ đã đánh em. Và họ giật điện thoại đem nhúng nước. Và khi đánh xong tới 9 giờ tối họ đưa em chị Ngô Thị Hồng Lâm, Trang Nhung quăng ở giữa đồng Hiêu Mông Quạnh, không có bất cứ một người nào. Em không chịu xuống xe và khi em đòi điện thoại thì họ đánh và hâm dọa. Trong khi những nhà hoạt động tôn giáo, xã hội hay cựu tù nhân Lương Tâm tiếp tục bị sách nhiễu, bị hành hung như vừa nêu, thì các tù nhân chính trị đang ở trong tù, được gia đình sau khi thăm nuôi về cho biết họ cũng bị hành hạ nếu không chịu nhận tội. Đó là trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam, hiện đang phải thụ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, thông tin về tình hình sức khỏe của ông trong tù sau chuyến thăm nuôi mới nhất. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, tôi thăm ông mục sư Chính tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì khi mà ông chuyển đến cái trại giam Xuân Lộc Đồng Nai đó, tháng 10 năm 2016, thì ông đã bị biệt giam từ đó cho đến bây giờ luôn. Trong cái vấn đề cách ly như vậy đó thì tay chân mặt mũi ông thì đã thủng xương phù luôn rồi. Bởi vì 2 tháng thì tôi mới đi thăm một lần. Nhưng mỗi một lần đi thăm như vậy thì thấy sức khỏe ông càng ngày càng suy yếu đi. Cái thứ nhất là cái bệnh huyết áp, rồi cái bệnh viêm xoang mũi cấp tính nữa, rồi lại đau bao tử, rồi bị khớp nữa. Khi mà biệt giam như vậy là họ không có cho ông dùng thuốc đặc trị thì bệnh càng nặng thêm. Bà Trần Thị Hồng cũng trình bày lại tình cảnh của gia đình hai ông bà lâu nay. Trước khi mục sư Chính chưa bị bắt thì lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai đã bố ráp canh giữ chặn đường và đánh đập những lúc ông đi giảng đạo, và nó kéo dài rất là nhiều năm. Đến khi ông bị bắt thì bản thân tôi chịu cái sự đàn áp của công an tỉnh Gia Lai. Họ đã đánh đập và hành hạ bản thân tôi rất nhiều. Mẹ con tôi cũng bị giam giữ trên chính cái ngôi nhà của mình. Gần đây nhất khi tôi gặp cái đoàn đặc cách về tự do tôn giáo năm 2016 đó, những người tự xưng họ là công an, họ đã đánh đập tôi rất là dã man trong những cuộc khẩu ca. Họ xưng họ là công an, tuy nhiên họ không mặc đồ sắc phục, cho nên mình cũng không nhận diện ra họ là công an hay là họ là côn đồ nữa.
Vừa rồi là những trường hợp mới nhất liên quan đến những vụ công an mặc thường phục đánh đập người hoạt động và người bất đồng chính kiến ở trong và ở ngoài nhà tù. Năm 2014 là bên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã có làm một cái nghiên cứu và nhận diện chính sách bạo hành tra tấn của chính quyền Việt Nam từ năm 2015 và 2016, và cái mức độ và các vụ việc xảy ra đánh đập càng ngày nó càng dữ dội, có đổ máu, thậm chí là rất nhiều phụ nữ và trẻ con đã cũng bị ảnh hưởng bởi cái chủ trương này của nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là kết luận của ông Phạm Ba Hải, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.